Thưa quý vị và các bạn, yếu sinh lý là nỗi ám ảnh đối với nhiều đấng mày râu. Bệnh này không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý nam giới, gây vô sinh hiếm muộn mà còn làm tan vỡ hạnh phúc của không ít gia đình. Để cải thiện tình trạng này, rất nhiều các sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý xuất hiện trên thị trường, khiến người tiêu dùng gặp phải khó khăn khi lựa chọn. Vậy đâu mới là giải pháp mang lại hiệu quả an toàn? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Theo thống kê, tại nước ta có đến 30% nam giới mắc chứng xuất tinh sớm. Ngoài ra, cứ 100 nam giới trên 30 tuổi thì có đến 30 người bị rối loạn cương dương và một nửa trong số này bị ở mức nghiêm trọng. Đáng lo ngại hơn là tỷ lệ đàn ông Việt Nam yếu sinh lý đang gia tăng đáng kể và ngày càng trở nên phổ biến. Để cải thiện tình trạng yếu sinh lý thì ngoài việc xác định đúng nguyên nhân để khắc phục, hiện nay rất nhiều nam giới đã lựa chọn giải pháp bổ sung các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt phải kể đến sản phẩm viên sinh lực Minh Mạn. Do tính chất công việc của mình thường xuyên phải đi tiếp khách nhiều, nên là mình hay phải uống rượu bia và ăn ngủ cũng thất thường, dẫn đến là mình bị yếu sinh lý. Mình cảm thấy hay bị đau thắt lưng, rối loạn cương dương và giảm cả ham muốn. Mình cảm thấy vô cùng là tự ti. Sau khi dùng cái sản phẩm viên sinh lực Minh Mạn thì mình cảm thấy cơ thể mình thay đổi hoàn toàn, không còn cảm giác bị đau thắt lưng và cải thiện tình trạng yếu sinh lý. Mình cảm thấy rất là vui. Viên sinh lực Minh Mạn của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Đệ Nhất có sự kết hợp hoàn hảo giữa các loại thảo dược thiên nhiên như hồng sâm, kỳ tử, ba kích, thảo ti tử, hoài sơn, dâm dương hoắc, L-arginine, bột rehempay, mang lại tác dụng vượt trội trong việc giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực cho nam giới, hỗ trợ giảm nguy cơ mãn dục nam, giảm các triệu chứng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận yếu. Sở dĩ cái viên sinh lực Minh Mạn được tín nhiệm vào mọi đấng mày râu tin dùng thì một là về thành phần, và hầu hết các cái thành phần trong cái sản phẩm này nó xuất phát từ nguồn gốc tự nhiên, đó là thảo dược. Đầu tiên phải kể tới đó là cái chiết xuất từ hồng sâm. Người ta đã chiết xuất được khoảng 16-17 axit amin, kèm theo đó là các cái axit béo không no, các cái nhóm vitamin A, B, C, D, E và rất nhiều các cái yếu tố vi lượng khác nữa. Và đặc biệt là trong nhân sâm nó có rất nhiều các cái saponin, thì nó có thể trực tiếp tác động vào trục hạ đồi tuyến yên để mà hỗ trợ cái tăng tiết nội tiết tố nội sinh, nhất là cái nội tiết tố nội sinh sinh dục. Nó tác động trực tiếp vào hạ đồi để tăng tiết các hormone hướng sinh dục, các gonadotropin, tác động trực tiếp vào thủy trước tuyến yên để tăng tiết LH, FSH. Đấy, và trên cơ sở đó là tác động trực tiếp tới bộ phận sinh dục, tới tinh hoàn để tăng tiết nội tiết tố nội sinh, testosterone, cũng như là tăng tiết cái số lượng và cái chất lượng tinh trùng. Trong cái sản phẩm này thì nó có rất nhiều các cái nhóm bổ thận trắng dương hàng đầu đấy, ví dụ như là thỏ ti tử, kỳ tử, thế rồi là dâm dương hoắc, ba kích, cẩu tích, đục đoạn, niên tu vân vân. Thì đấy là những các cái chất bổ thận trắng dương, thế rồi là cường khân cốt. Nó còn có một số các cái thảo dược có cái tác dụng tức là ôn trung, kiện tỳ, bổ khí sinh tinh, ví dụ như là hoài sơn, thế rồi là sừng nai, thế rồi là bố chính sâm, thế rồi là hà thủ ô vân vân. Để cho ra được sản phẩm chất lượng, công ty dược phẩm Đệ Nhất đã luôn chú trọng vào từng khâu sản xuất, kiểm tra nghiêm ngặt các nguyên liệu đầu vào, sản xuất trên một dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn, thiết bị máy móc tiên tiến, cùng đội ngũ nhân viên tay nghề cao. Chính vì vậy, mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đều đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối. Vợ chồng mình lấy nhau được khoảng 5 năm rồi nhưng mà chưa có em bé. Mình có đi khám và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau nhưng mà chưa thấy cải thiện gì nhiều. Thì khoảng 3 tháng trước, mình có một anh bạn giới thiệu cho mình sản phẩm viên sinh lực Minh Mạn. Mình có sử dụng thì thấy các cái tình trạng đi tiểu đêm, rồi rối loạn xuất tinh, rối loạn cương dương dường như là không còn nữa. Vui hơn là bây giờ vợ mình đã có tin vui được khoảng 4 tuần rồi. Với công dụng hiệu quả, lành tính cùng giá thành hợp lý, viên sinh lực Minh Mạn đã và đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nam giới bị yếu sinh lý. Hiện nay, sản phẩm đã có mặt tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Khi đưa đến người tiêu dùng bất cứ sản phẩm nào, nhà thuốc Tân Dược Việt của chúng tôi đều tìm hiểu rất kỹ về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Chúng tôi được biết viên sinh lực Minh Mạn có các thành phần hoàn toàn từ thảo dược, rất an toàn, lành tính và mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, Dược phẩm Đệ Nhất là một trong những công ty lâu năm và uy tín trên thị trường, nên chúng tôi hoàn toàn yên tâm lựa chọn sản phẩm để phân phối tại nhà thuốc. Rất nhiều người tiêu dùng đến với nhà thuốc hỏi mua viên sinh lực Minh Mạn và tôi thì cũng nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm này.
Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ như vi sinh lực Minh Mạn thì các đấng mày râu cũng cần có một chế độ sinh hoạt điều độ, ăn uống khoa học và tập luyện thể dục thường xuyên để cải thiện dứt điểm các triệu chứng của bệnh yếu sinh lý. Giữa một thị trường sôi động như hiện nay, khi lựa chọn bất cứ sản phẩm nào, bạn cũng cần tìm hiểu kỹ về thành phần, công dụng, nguồn gốc và giấy tờ sản phẩm để tránh tiền mất tật mang, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.